cúm gia cầm lây sang người, Bộ Nông nghiệp ra công điện khẩn. Công điện gửi đi dẫn thông tin từ Bộ Y tế. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, đã có một trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm, chủng AH5 tại tỉnh Phú Thọ. Sau hơn 8 năm Việt Nam không có trường hợp người tử vong hoặc nhiễm virus cúm AH5. Theo đó, nâng tổng số người nhiễm virus cúm gia cầm AH5 tại Việt Nam lên 128 trường hợp. Trong đó có 64 trường hợp tử vong do virus cúm gia cầm AH5N1 trong giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 10 2022. Báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm tại 19 tỉnh thành phố, buộc tiêu hủy là trên 77.000 con gia cầm. Nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao. Trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm AH5, đồng thời để chủ động ngăn chặn các ổ dịch cúm gia cầm trên gia cầm, hạn chế thấp nhất virus cúm gia cầm lây nhiễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm AH5N1, AH5N6, AH5N8 và các chủng virus cúm gia cầm khác theo quy định. Đối với địa phương có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày hoặc địa phương phát hiện gia cầm có kết quả dương tính với virus cúm gia cầm AH5, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh do các chủng virus cúm AH5, cần xử lý tiêu hủy gia cầm, công bố dịch và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, tổ chức điều tra xác định nguyên nhân, nguồn lây nhiễm để xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch, tiêm cho toàn bộ đàn gia cầm tại thôn, xã có dịch và các địa phương có nguy cơ cao. Các cơ quan thú y, y tế phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân ổ dịch trên gia cầm, trên người và xử lý ổ dịch. Với các địa phương khác, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị tổ chức tiêm mới, tiêm bổ sung vaccine cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm. Đồng thời thường xuyên rà soát tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát chủ động, lấy mẫu của gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh cúm gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao, địa phương giáp biên giới, các điểm cơ sở buôn bán, tập kết gia cầm, cơ sở giết mổ, cơ sở tiêu hủy gia cầm và gửi phòng xét nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh để kịp thời cảnh báo xử lý tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với virus cúm gia cầm AH5. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn, tăng cường truyền thông để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán vận chuyển lậu gia cầm qua biên giới, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nghiêm cấm việc buôn bán vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam. Tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định. Hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi. Các địa phương thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.